bị cáo Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Hoàng Thị Bảo Hường 2 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021. Đoàn Trọng Bình 2 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021. Nghiêm Tuấn Linh 2 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021. Nguyễn Thị Dung Hạnh 2 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021. Nguyễn Đức Đảng 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 21 tháng 10 năm 2021. Chiều ngày 21 tháng 4, Hội đồng xét xử đã tuyên án 3 năm tù đối với cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trong vụ nâng giá vật tư y tế gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Tuấn đã làm trái quy định, vi phạm đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát ký gửi vật tư y tế để bệnh viện sử dụng trước. Sau đó hợp thức hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn và ký quyết định để hai công ty trúng gói thầu rộng rãi năm 2016 cùng 4 gói chỉ định thầu năm 2017. Giá vật tư, hóa chất đưa vào bệnh viện được thanh toán theo đơn giá thỏa thuận trước đó giữa ông Tuấn và doanh nghiệp bản luận tội quy kết. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch của hai công ty này, cựu giám đốc bệnh viện Nguyễn Quang Tuấn và cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Ông Tuấn bị cáo buộc là người lãnh đạo cao nhất, có hiểu biết trong chuyên môn và công tác đấu thầu, giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện sai phạm nhiều lần, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Từ những lập luận trên, viện kiểm sát cho rằng cần hình phạt nghiêm khắc với ông Nguyễn Quang Tuấn. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, ông Tuấn được đánh giá là thành khẩn, nộp số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt tại phiên tòa thể hiện sự ăn năn. Do đó, viện kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn khung truy tố đối với ông Tuấn để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm bản thân.